À, chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta thay đổi cái logo này các bạn. Thì đây là một cái trang web mình làm về cái dịch vụ là sửa chữa máy phát điện các bạn, dịch vụ sửa chữa và lại bán sản phẩm máy phát điện luôn. Thì những trang web khác các bạn đổi logo nó cũng tương tự như vậy, các bạn cứ làm theo hướng dẫn của mình. Thì đầu tiên chúng ta sẽ từ cái tên miền của trang web chúng ta đó, chúng ta nhấn xuyệt, chúng ta thêm từ khóa là www.admin. Ở đây là cái phần mật khẩu như thế này, thì cái phần này là người ta làm web cho các bạn, người ta sẽ cung cấp cho các bạn nha. Các bạn nhập vào web mình là nó đang được bảo mật bằng hai lớp, thì cho nên chúng ta phải nhập cái mã này nè, nhập cái mã vào thì nó mới vào được. Còn để cài mà cái mật khẩu hai lớp này á, để tăng cái độ bảo mật cho website của các bạn á, thì mình cũng đã có một cái video nói về vấn đề đó. Có gì đó thì mình để link ở phần mô tả, bạn biết cách mà thêm cái chức năng bảo mật hai lớp vào của website của chúng ta để chống hacker nó tấn công và chống những đối thủ nó phá mình nữa các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào phần đổi phần logo nhé. Đổi logo chúng ta sẽ vào giao diện, rồi mình nhắn vào tùy biến nha. Khi chúng ta đặt chuột vô đây này, chúng ta thấy cái chữ logo nó nổi lên các bạn ha, chúng ta nhắn vô đó. Rồi chúng ta sẽ remove cái tấm ảnh cũ này đi, là cái logo cũ á. Rồi chúng ta chọn, rồi chúng ta nhấn tải file, chúng ta chọn tập tin đó, chúng ta sẽ tìm cái đường dẫn mà chúng ta lưu cái logo ở đâu. Rồi chúng ta nhấn chọn đó, vậy là nó đã xong rồi các bạn. Cái này là bước xong về vấn đề đổi logo.